Kinh thưa quý cô ông bà anh chị em tại ấn độ các học trò của thầy hasidic hỏi thầy của mình như thế này thưa thầy làm sao để xua đuổi được bóng tối trong căn hợp thầy hasidic trả lời hãy lấy cái chổi để quét nó đi hãy lấy cái gậy để đập và hãy gào thét để nguyền rủa bóng tối sau nhiều giờ các môn sinh mệt nhoài Mồ hôi nhễ nhại Dường như uống công vô ích Lúc này thầy mới dạy cho các môn sinh bài học Bây giờ các con hãy đốt lên một ngọn nến Các môn sinh làm theo Và kìa bóng tối đã bị đuổi đi Căn hầm tối tăm lạnh lẽo bỗng trở lên sáng rực và ấm cúng Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Sau những ngày Đức Giêsu Kitô chịu chết, các môn đệ rơi vào tình trạng thê thảm, buồn sầu, sợ hãi, chán nản, thất vọng. Họ trở về quê với những bước chân não nề chán trường. Họ bước đi trong những bóng tối của những ngày quá đau khổ. Giữa lúc bóng tối đè nặng tâm hồn họ như vậy, Đức Kitô Phục Sinh đã xuất hiện, vì Ngài là ánh sáng đến thế gian, ánh sáng đầy lùi bóng tối của nghi ngờ, sợ hãi và thất vọng. Thế nhưng, không phải ai cũng chấp nhận và tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Nhiều người đã từ chối đón nhận ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh, vì họ vẫn chuộng bóng tối hơn sự sáng tin mừng của thánh doan trong thánh lễ hôm nay cũng nói ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng vì ánh sáng phơi bày tất cả kể cả những tật xấu những đam mê tội lỗi của họ nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng để hành động của họ được sáng tỏ họ sống trong ân sủng của thiên chúa Sách tông đồ công vụ hôm nay chúng ta cũng nghe khi nói về thiên thần của Chúa đã mở cửa ngục dẫn các môn đệ thoát khỏi cửa ngục mà khi nói cửa ngục được ví như đầy bóng tối, sợ hãi và chết chóc để họ bước ra với đấng của đấng ánh sáng của đấng phục sinh tiến vào đền thờ để giảng dạy tin mừng của Đức Kitô phục sinh. Trong những ngày đại dịch Covid-19 này chúng ta cũng thấy xuất hiện những bóng tối những góc khuất đang ẩn hiện trong cuộc sống hôm nay những bóng tối của cá nhân đã lợi dụng và lừa đảo đăng tin bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội và lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua khẩu trang mua thuốc giả để chữa virus corona những bóng tối của những cá nhân, những nhóm, những cửa hàng, thuốc đã tăng tích chữ và tăng giá khi bán khẩu trang, nước sát khuẩn, những cửa hàng bán nhu yếu phẩm cũng tăng giá chóng mặt. Những bóng tối của cá nhân, những nhóm đăng tin thông tin sai sự thật về dịch virus corona và dịch COVID-19 đã làm cho nhiều người hoang mang sợ hãi những bóng tối của nhiều người đi xe tay ga ăn mặc lịch sự đến tranh đồ của những người nghèo, lấy những suất ăn của những người khó khăn. Giữa những bóng tối ấy vẫn lóe lên những ánh sáng được thắp lên từ tình yêu thương đồng loại, được chia sẻ của những cá nhân và đoàn thể. Những ngọn nến được thắp lên của các y bác sĩ điều dưỡng, cán bộ y tế, bác sĩ về hưu, bộ đội, công an phải ngủ ở nơi hành lang của phòng khám để lo sức khỏe cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng như những người bị cách ly. Họ là những người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân F1, F2 với nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Những ngọn nến được thắp lên từ nhiều cây gạo ATM trên toàn quốc với những tên hạt gạo tình thương, hạt gạo nghĩa tình những cây nến nhỏ bé được thắp lên của em Phương Thúy học lớp 6 trường Trung học cơ sở Tân Xuân, em Gia Bảo học sinh lớp 6 tăng cường 2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, em Hà Linh học lớp 6A trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã mổ heo đất đóng góp quỹ giúp cho người nghèo trong dịch Covid-19 này. Ngọn nến ấy được thắp lên tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, Lai Châu Có hai vợ chồng người Mông cứ A Xúa và Phàng Thị Mai khi nấu cơm từ thiện giúp cho các bệnh nhân nghèo trong khi dịch bệnh. Ngọn đến tuy yếu ớt ấy nhưng vẫn bừng cháy sáng của cụ Đặng Thị Liễm 90 tuổi tại Gia Lai, cụ Nguyễn Thị Nhuận 80 tuổi tại Bắc Giang đã trao số tiền rất nhỏ bé giúp cho quỹ người nghèo trong dịch bệnh. Cộng đoàn phục vụ thân mến, hơn ai hết mỗi người là một ngọn nến được thắp lên rồi hai rồi ba rồi hàng trăm hàng ngàn ngọn nến cháy sáng để xua tan bóng tối và chiếu sáng cả nhà căn nhà thế giới căn nhà giáo hội căn nhà của mỗi gia đình chúng ta sẽ sáng rực lên nguồn sống mới vui tươi và ấm cúng biết chừng nào cần thứ ánh sáng ấy nhường bao xin chúa kitô phục sinh chính là ánh sáng như Ngài nói, chính tôi là ánh sáng cho trần gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Giúp chúng ta biết can đảm đẩy lui những bóng tối của gian dối, của bất công, chia rẽ hận thù và sự chết, ra khỏi tâm hồn để yêu thích ánh sáng chân lý, tình thương và sự sống của Đức Giêsu vào cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.